chất vấn Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Xin trọng kính mời đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Liên chức tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi lên tặng cờ lưu niệm cho các đoàn để tham dự hội thi. Xin trọng kính mời đồng chí. Chơi môn gì đấy? Trong đấy à? Môn gì đấy? Cơ quan mình không ai tham gia. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tổ chức liên hợp công đoàn liên chức tỉnh Hải Dương năm 2020.